tay mùa hè, màu áo xanh tình nguyện cũng tạm chia tay đảo Thổ Chu. Suốt gần 5 tháng qua, những công trình mà các chiến sĩ thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên đảo. Đồng hành cùng mùa hè xanh năm 2016 tại đảo Thổ Chu chính là quỹ Sống Để Yêu Thương Live to Love. Nhờ có sự hỗ trợ quý báu về mặt kinh tế, cộng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự chân thành từ trái tim và tri thức trẻ, đội hình mùa hè xanh đã làm nên những công trình ý nghĩa. Công trình đường bê tông mùa hè xanh dài 110m dẫn vào trường tiểu học Trung học Cơ sở Thổ Châu với tổng kinh phí thực hiện là 110 triệu đồng. Công trình này đã thay thế con đường đất cũ, vì thế cải thiện vấn đề đi lại của học sinh trong mùa mưa bão. Công trình thắp sáng gồm 40 trụ đèn được dựng dọc tuyến đường chính chạy quanh khu vực dân cư, đồng thời thực hiện sửa chữa điện gia dụng cho 20 hộ gia đình với tổng giá trị là 60 triệu đồng. Công trình sơn vẽ, chỉnh trang trường học, các không gian công cộng có tổng kinh phí là 35 triệu đồng. Công trình đã giúp thay đổi diện mạo của những bức tường tróc sơn, móc đen. Các bức tường trở nên sinh động hơn với những hình vẽ gần gũi, khơi gợi tình yêu dành cho biển đảo Tổ quốc. Live to Love cũng đồng hành cùng chiến dịch mùa hè xanh trong công trình không gian sinh hoạt cộng đồng, sân chơi thiếu nhi, tôn tạo khuôn viên, cột mốc chủ quyền đảo Thổ Chu với tổng kinh phí thực hiện là 150 triệu đồng. Đây là công trình trọng điểm của chiến dịch với ý nghĩa tạo một không gian vui chơi lành mạnh, an toàn, bước đầu cải thiện những thiếu thốn trong đời sống tinh thần của thiếu nhi và bà con trên đảo. Cùng mục tiêu đó còn có phòng sinh hoạt cộng đồng và phòng máy tính kết nối tri thức với 30 bộ máy tính có lắp đặt internet, TV, dàn âm thanh, tủ sách và đồ chơi thiếu nhi. Nhờ đó mà từ năm học này, bộ môn tin học bắt đầu được giảng dạy tại trường tiểu học Trung học Cơ sở Thổ Châu. Những hoạt động chăm lo cho cuộc sống trên đảo Thổ Chu tạm ngưng để chuẩn bị cho những công trình tốt hơn, những hoạt động ý nghĩa hơn khi các chiến sĩ quay trở lại vào mùa xuân năm sau. Đó là hành trình sinh viên thành phố với biển đảo Tổ quốc trong chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2017. Để tiếp nối thành công năm nay, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Quỹ Sống Để Yêu Thương Live to Love tiếp tục chung tay mang đến những điều tốt đẹp hơn cho Thổ Chu, xã đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Chúng tôi sẵn sàng. Yeah!